Hôm nay vóc dáng đẹp quá luôn. Và em vừa làm xong đúng không? Hôm nay thì Tú ơi, chị bảo này hôm nay vóc dáng thì quá là đẹp luôn. Và chị có chuẩn bị cho Tú một cái bất ngờ đấy. Thì các bạn ơi, các bạn có thể chuẩn bị cho chị cái bất ngờ mà chị dành cho Tú ở đây được không? Hôm nay thì em có hồi hộp khi chị sẽ tặng cho em món quà bất ngờ ở đây không? Là cũng khá là hồi hộp đúng không? Và đây nhá, anh sẽ xin phép bật mí luôn. Đây chính là sự hồi hộp mà chị sẽ dành lại cho Tú. Đây chính là hình ảnh ngày đầu tiên. Em còn muốn nhìn lại hình ảnh này của em không? Đó không ạ, à, em thực sự em không dám mất rồi. Em không muốn nhìn lại khắc này nữa. Ừ, lúc đấy thì chị thấy là Tú già hơn so với bây giờ rất là nhiều. Và đặc biệt là mỡ tập trung cho phần chân trên, tay, nách và bụng đều rất là nhiều mỡ đúng không em? Đúng rồi. Và có thể nói là thật sự là chị không nghĩ đây là Tú đang đứng cạnh chị bây giờ đâu. Hai người khác nhau. Em không bao giờ nghĩ là bản thân mình đứng như thế này đâu ạ. Hai con người khác nhau hoàn toàn. À, Tú ơi, bây giờ chị thấy là vóc dáng rất là mảnh mai, mình hạc xương mai quá luôn. Thì em có thể cho các khán giả đang theo dõi livestream biết là em đã giảm chính xác được bao nhiêu cân ở số đo vòng bụng của em được không? Em đã giảm được 9 cân rồi ạ. Và chị vừa đo cho em là em đã giảm được vòng bụng của em là hơn 20cm. 22cm đấy em ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy là vòng bụng của Tú thì thật sự không còn một chút nhược điểm nào. Chị nghĩ là bây giờ mà nói là vòng bụng này là của một học sinh cấp 3 và chưa sinh nở thì chắc là ai cũng tin luôn đúng không? Em thấy vòng bụng của em như thế nào? Nếu như mà nhìn xuống vòng bụng hiện tại, bây giờ em có tự tin với vóc dáng hiện nay của em không? Thật ra vòng bụng hiện tại của em thì đúng là bao giờ là em chưa bao giờ em dám nghĩ là bản thân mình có thể đạt được đến cái mức này cả. Tại vì ngày trước là cái bụng của em nó rất là kiểu ục ịch ấy, đi lại nó rất là bị sồ xề ấy. Bảo là hai bên thành hông là mô mỡ rất là dày và tràn ra hai bên. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì rất là cong luôn, thân hình mỏng dính luôn. Dính luôn. Em nói đi, cảm xúc của em ngay lúc này khi mà với một vóc dáng cơ thể như thế này thì như thế nào? Bây giờ em cảm thấy thật sự là em không thể phải nói như thế nào cả. Và sau ngày trước thì mà ngoài đường mình cũng là một cái bạn thím mà mình già, mình xấu, mình béo đến mức vậy. Và đến bây giờ thì cái khoảnh khắc này thì em cảm thấy là nó quá là vượt quá cái sức của em. Chẳng bao giờ mình nghĩ được là mình sẽ đạt được cái số đó. Chẳng bao giờ em dám tin luôn cả. Bây giờ thì chị thấy là thậm chí Tú cũng trẻ trung hơn rất là nhiều, là chị thấy là cái trẻ hơn đến cả chục tuổi so với ngày đầu tiên khi Tú qua. Có ai khen ngợi về cơ thể của em, về khuôn mặt của em hiện nay không? Là về nhà thì bảo mọi người bảo lâu lâu không gặp mày mà tại sao lại bảo như mày cái lúc sắp được vậy, bảo là không biết mày làm cách nào mà có thể kiểu lột xác mà như một con người mới vậy. Với cái liệu trình dịch vụ này thì có nhiều khách hàng cũng giống như Tú vậy, tức là không bao giờ nghĩ được rằng là trong một khoảng thời gian ngắn có thể đạt hiệu quả cải thiện về vóc dáng hay cải thiện về số đo, về cân nặng một cách tuyệt đối như thế này. Và chị nghĩ là với Tú cũng quá là tuyệt đối luôn. Bây giờ là em mặc đồ size gì rồi? Hiện tại thì em mặc đồ size S ạ. Có bao giờ mà em nghĩ là trời ơi, ban đầu bụng 2XL mà có thể về đến size S được không? Rồi em chưa là em dám tin được như thế này ạ. Tại vì lúc đó em chỉ nghĩ là bản thân mình đến đây các chị tư vấn và có thể là bảo là có thể giảm được. Em nghĩ trong đầu là mình có thể giảm được thôi, nhưng mà không nghĩ lại không bao giờ nghĩ là mình có thể đẹp kiểu đẹp xuất sắc như thế này, hình hạc như thế này ạ. Hình hạc xương mai. Đúng rồi. Câu này rất phù hợp với em. Cho chị hỏi một chút nữa là trong cái quá trình đào thải thì mấy ngày em bắt đầu thấy những hiện tượng đào thải nó có gây mệt mỏi cho em không Tú? Thật ra em không thấy có mệt mỏi gì cả. Em cảm thấy mình sinh hoạt rất là bình thường ấy. Trong tay chân mọi người thon gọn hơn rất là nhiều đúng không? Sau mấy ngày đi về thì em thấy bản thân mình có đào thải rồi. Và sau đó thì đều thì em thấy có đào thải, mày đám cũng thấy có đào thải. Thế là ngày thứ mấy đấy anh có đào thải? Đến ngày thứ 3. Nhanh để bác nhỏ. Thứ 3 đã bắt đầu đào thải. Trên thực tế là mỡ lúc ban đầu của Tú thì rất là nhiều dày. Tuy nhiên là trong quá trình mà mình làm ấy thì cũng được hỗ trợ massage hóa lỏng cái phần cơ mỡ này, vì được quá trình đào thải của Tú rất là nhanh đúng không? Cái quan trọng là bây giờ sau khi đạt về hiệu quả rồi, dù là nhanh hay chậm, mình đều đạt được một cái vóc dáng có thể nói là thay đổi hoàn toàn sống của mình đúng không? Lại nói về vấn đề thay đổi cuộc sống ấy, thì ngoại trừ cái vấn đề là thay đổi về quần áo ra thì cái cuộc sống hiện nay của em có gì khác hơn so với trước đây không? Em thấy bản thân mình bây giờ thì đi lại nó cũng không bị ục ịch như trước nữa. Tự tin hơn. Tự tin hơn, và cái cách giao tiếp hoặc là đi ra ngoài ấy, mình cảm thấy mình đẹp hơn và mình tự tin hơn. Đúng không? Và công việc của em hiện tại thì nó cũng rất là tốt hơn so với ngày trước. Thì ngày trước thì bản thân em đi đâu cũng bị kiểu như là
là cái ngoại hình của mình đúng không? Nó quá là xấu và béo thì đến lúc mà em cầm vào sơ đi phỏng vấn là đến lúc mà cái người phỏng vấn của em chỉ bảo em là em tự tin để mà đi tuyển vào vị trí và có thể tự tin đi tiếp đón khách hàng hay không. Và chị thậm chí còn không hề nhìn hồ sơ của em nữa. Thì bây giờ chị nghĩ là vấn đề mà khi mà mình có một vóc dáng đẹp thì đương nhiên là tất cả mọi thứ đều sẽ thuận lợi hơn, đúng không nào? Đúng. Và chị nghĩ là với vóc dáng bây giờ thì có thể nói là chúng đã rất là tự tin rồi. Hệ thống viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo top 1 Việt Nam. Hotline 082 853 6666.